tâm số tự nhiên qua. Ừ. Biển cái này biển tâm số biển qua, xuống sông. Sông. Tâm bọt này. Dạ. Bọt thì. Ngon. Đúng rồi, tâm bọt. Xuống bọt. Ngon quá. Gà này là gà cớm rồi. Cớm xong. Mềm. Để không, cứng. Cớm. Cớm. Xong rồi. Trong đây có hơi lợi phải không bà? Ừ. Một là gà cớm, một là gà xanh. Xanh. Xanh là cái chân màu xanh xanh đó. Nói chung là bông đèn đèn cũng khớp nhau. Con này cớm rồi con. Cơm xanh rồi, bây giờ mình luộc thôi. Sống luôn. Sống rồi. Đây là đi đi lưới rồi bạn. Lưới. Lưới này có lưới đóng nè. Đó. Đây các bạn. Có lưới đóng. Ừ. Gá ra không bạn? Đi. Để mình ăn gá luôn. Gá bây giờ nó cắn nữa. Đây, sống mạnh lắm. Dạ. Nổi luôn. Đây đi lúc tối. Vậy cho vào nồi. Đường nào có mua hấp bỏ tủ lạnh gửi vô bà. Ừ. Bà Nam giấy hơi bà lặng luôn mà. Dạ. Yeah. Tôi đợi con nhân chữa nó thèm quá. Nhân nhân bận chị thí. À dạ. Con ấy mới qua xong về. Dạ. Nó không có chồng đâu, mừng bầu. Điện nó nói thí miếng. Nhà bận mua giùm ghẹ gì, biếu má bận mua ghẹ luộc lên. Trong đây thèm mà ăn không được. Luộc ra nó thúi, ăn không được. Rồi bắt đầu đã có mớ gỡ vô thổ bịch sơ. Dạ. Thổ bịch, con bịch đó. Yeah. Chị hơi bịch. Chị hơi hơi bịch sơ. À hơi bịch. Khi chị không nói điện nó qua, chạy qua lấy một. Đó thì bọn. Ừ. Anh chồng thấy vậy, thấy nó thèm quá đi cho nó ăn luôn. Rồi không cần đổ nước nha các bạn, chỉ cần là cho một xíu ngọt nè. Cho gia vị thôi. Trong cái con ghẹ với tôm nó sẽ có nước ra.
xíu đường. Một chút dầu ăn. Rồi. Đậy nắp lại. Rồi bật bếp lên là mình nấu, bây giờ nó sẽ hấp cái ghẹ này. Giờ nước có chảy không? Nước ra. Ừ. Áo à. Ừ. Bùng gạch luôn. Dạ. Xuống hấp lên nhìn thấy đẹp quá. Nhìn cái màu nó đẹp hơn tôm tôm bạc. Tôm bạc cũng trắng. Đây là bánh xèo mực. Nhìn hấp dẫn chưa các bạn? Đây là bánh mực cái nhà mình mua hoặc là nhà mình có sẵn rồi đó, thì mình sẽ đem ra, người ta sẽ đúc cho mình, người ta sẽ làm cho mình cái bánh này luôn, đúc xong mình lấy về ăn. Ở biển thì người ta họ đi cái đánh bắt cái con mực này vào buổi tối, chiều tối rồi đi sáng vào, cho nên là mực nó rất là tươi. Rồi sống người ta bán mình mua gì mình rửa lại là ăn được rồi, quá ngon. Bắt sau khi mà đâm xong hay giả xong thì ra như thế này, có màu đỏ 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 ớt. Chua chán miếng. Rồi, giờ tiếp theo là màn ăn ghẹ. Nhìn đã quá. Úc, ăn đi Úc. Nhìn đã quá. Mất thì phải mà lực vài con để ghẹ cấm. Cấm. Ê, gạch quá trời luôn. Này các bạn. Cơm luôn. Mấy cái đầu tre không biết ngay hả? Không. Bên nào mấy rồi? Bên nào mấy hồi mười nữa. Ừ, đầu tre. Đầu tre chưa. Nó tầm 6-7, 30-1 thôi. Ai đi Úc? Quá hết quá trời. Để ngon. Cây xanh. Cây xanh mà. Đã quá trời.
Cách thức đi ăn đó, đi ăn đó. Giống dân nghề biển cho nó ăn. Lật cái đầu là biết cái ăn đó. Cá nào ăn hết không? Mày dữ vậy? Thôi, thôi. Mày ăn cho thấy không? Đúng rồi. Mày bón quá. Tuyệt quá. Mặt sợ rất ngon rồi. Mà chết em. Tôm về phía tư. Tôm thì cũng cứng rồi. Chán thiệt. Mòn xuống.